Chào các bạn nha, hôm nay Phát đi siêu thị nữa rồi. Hai đứa qua nhà ông bà nên Phát đi siêu thị một mình thôi. Thì khoai lang là 169. Giá nó 99 cent. Zero. Cái này cũng zero. Cái này đường vani, cái này nhiều. Phát thích siêu thị đi bộ mấy phút à? đi bộ 5 phút là ra siêu thị này rồi. Hôm nay hai đứa qua nhà ông bà cho nên là Phát rảnh, nó Phát mới đi siêu thị này xem mua một ít đồ.
Okay. Này sách học tiếng Anh. Thấy cái phần này là cho con nít này. Bữa có mua cho Lena với Tim là nhiều, cái đó không cần nữa. Nhiều siêu thị nó bự. Này cho răng. Phát xin chào các bạn nha, phát tắt ở đây nha. Cảm ơn các bạn.